Bí kíp liền rồng vùng đất bí ẩn, tuổi thơ của hàng triệu thế hệ trẻ 9X trên toàn cầu đã chính thức đi đến hồi kết sau 9 năm với những hình ảnh tuyệt đẹp và câu chuyện đầy ý nghĩa. Với phần 3 cũng là hồi cuối cùng của series phim Bí kíp luyện rồng đã chính thức được công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc từ ngày mùng 1 Tết. Và đã hơn một tuần trôi qua nhưng cho đến lúc này các suất chiếu tại Tốt Cinema cũng như các rạp khác trên toàn quốc vẫn luôn chật kín khán giả. Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn của bộ phim xứng đáng với thương hiệu là ký ức tuổi thơ của biết bao bạn trẻ. Và nó xứng đáng với những lời khen ngợi đến từ các nhà làm phim và khán giả điện ảnh trên toàn thế giới. Và vẫn giống như hai phần trước, đây là phần tiếp nối câu chuyện của Hiccup và Giang Sún. Sau cái chết của cha, người tộc trưởng vĩ đại của vùng đất Bắc, Hiccup đã thay ông trở thành tu trưởng của Bắc, chịu trách nhiệm bảo vệ cho mọi người dân và những chú rồng của mảnh đất này. Dưới thời của Hiccup, một quân đoàn giải cứu rồng được thành lập và hàng loạt phi vụ thành công đã biến Bắc trở thành mảnh đất trong mơ của loài rồng. Con người và loài rồng từ kẻ thù không đội trời chung đã trở thành những người bạn thân thiết, nương tựa vào nhau để tồn tại và mang lại niềm vui sức mạnh cho nhau. Mọi chuyện thuận lợi đã khiến cho cư dân rồng tại Bắc ngày càng đông đúc và nó trở thành mục tiêu của những kẻ săn rồng, đặc biệt là khi chúng biết đến sự tồn tại của Giang Sún, một loài quỷ bóng đêm duy nhất vẫn còn tồn tại. Grimmel, kẻ được mệnh danh là gã săn rồng nguy hiểm và tài giỏi nhất, đã chọn Giang Sún là mục tiêu. Một kế hoạch tỉ mỉ đã được vạch ra để đánh bại Hiccup và đồng đội để giành được Giang Sún. Đúng lúc này thì Giang Sún lại gặp được tình yêu đích thực của đời mình, nàng rồng thuộc loài quỷ ánh sáng cực kỳ xinh đẹp. Từ giây phút Giang Sún gặp được định mệnh của đời mình, những rắc rối và nguy hiểm liên tiếp xảy ra với cả Hiccup, Giang Sún và người dân làng Bắc. Thật ra thì bí kíp luyện rồng vùng đất bí ẩn vẫn là một câu chuyện đầy hài hước và đáng yêu của Hiccup, Giang Sún cũng như hai phần trước đó. Tuy nhiên trong phần này, đất diễn được ưu tiên dành cho Giang Sún cùng với quá trình cưa đổ bạn gái xinh đẹp dưới sự giúp đỡ bất đắc dĩ của Hiccup. Cách hai bạn rồng một đen một trắng thả thính với nhau, quấn quýt bên nhau sẽ khiến các khán giả phải cười ôm bụng lăn lộn vì quá thú vị. Sau những khoảnh khắc hạnh phúc đó, khán giả lại bị đánh rơi vào bầu trời cảm xúc tiếc nuối, đau lòng, trăn trở, suy tư không đành lòng nhưng lại khắc khoải chờ mong. Xen lại với đó là cuộc đấu tranh gay cấn với Grimmel để bảo vệ tất cả những người bạn rồng. Và cuối cùng thì một vùng đất bí ẩn được tìm ra, thế giới hoàn toàn cách biệt với con người và cũng là nơi dành cho loài rồng. Tránh xa con người là cách bảo vệ rồng tốt nhất. Thế nhưng đó cũng là lúc những người bạn đã từng vào sinh ra tử với nhau sẽ phải nói lời tạm biệt để đến với những vùng đất riêng của mình, nơi mà luôn cần một thủ lĩnh đầu đàn thống lĩnh tất cả. Lời chia tay mà bí kíp luyện rồng mang đến cho khán giả quá mức xúc động, đầy tiếc nuối với những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng cũng chính là nụ cười hạnh phúc bởi một tương lai thật đẹp sẽ được vẽ ra cho tất cả. Để rồi sau bao nhiêu năm với bao nhiêu thế hệ, những người bạn thực sự họ sẽ tìm lại được với nhau và gặp lại nhau thêm một lần nữa. Thêm một lần nữa thì tác phẩm này lại mang đến cho khán giả những nhân vật lồng tiếng xuất sắc. Chất giọng truyền cảm của từng nhân vật được phát huy trên mức tuyệt vời cho từng bối cảnh riêng biệt, góp phần đưa cảm xúc của khán giả lên đến cao trào. Và tất nhiên thì chỉ với những bạn xem bản phụ đề thì mới có thể tận hưởng được điều này, còn với những bạn không xem bản phụ đề thì có lẽ sẽ phải chịu thiệt thòi hơn một chút. Một lưu ý nhỏ mà mình dành cho các bạn chưa xem, đó là các bạn nên xem bản 3D hơn, bởi vì mọi chi tiết trong phim được dàn dựng để hỗ trợ tốt nhất cho khán giả xem 3D. Vậy nên nếu như xem bản 2D sẽ đánh mất phần nào sự lung linh huyền ảo của những thước phim, đặc biệt là những cảnh chiến đấu của Hiccup, Giang Sún và những người bạn. Tất cả những hình ảnh trong phim đều được chăm chút tỉ mỉ, độ chìm nổi của bối cảnh phim được thực hiện rất tốt, giúp bộ phim càng thêm phần hấp dẫn. Âm thanh của bộ phim này cũng được đầu tư một khoản không hề nhỏ, vậy nên các bạn nên lựa chọn cho mình một rạp nào đó hợp lý nhất, có hệ thống loa thật tốt để thưởng thức mọi tiếng động trong phim. Ca khúc cuối cùng của phim chắc chắn sẽ khiến cho khán giả phải dâng lên những cảm xúc đặc biệt không thể nói nên lời. Vậy nên hãy nán lại đến cuối cùng để thưởng thức trọn vẹn ca khúc này nha. Thật ra thì mình vẫn thấy có nhiều bạn chê trách và so sánh với hai phần trước và phần này nó không hay bằng. Tuy nhiên mình thấy rằng Bí kíp luyện rồng vùng đất bí ẩn vẫn là bom tấn điện ảnh hấp dẫn mà các bạn không thể bỏ qua trong tháng 2 này. Hiện nay thì phim đã được công chiếu tại Top Cinema cùng với các rạp chiếu phim khác trên toàn quốc. Chúc các bạn xem phim vui vẻ và đừng quên để lại ý kiến của các bạn ở dưới này. Subscribe kênh YouTube của rạp chiếu phim. Bọn mình sẽ còn quay trở lại trong tuần mới của những bộ phim trong tháng 2. Xin chào.